Lời đầu tiên Hoàng xin kính chào quý cô chú anh chị em đang xem video nha. Dạ hôm nay Hoàng tiếp tục lên sóng chiếc xe quay 50 không cần bằng lái nha cô chú anh chị em. Thì tình trạng xe này là dọn mới hết nha cả nhà. Áo thay mới ha. Máy thì làm full hết nha, từ trong ra ngoài nha cô chú anh chị em. Máy ấm im bình đề đầy đủ nha cả nhà ơi. Ốc quán sáng đẹp nha. Xe này mang biển số 67A14130 nha. Áo đẹp nha cả nhà, nói chung áo mới thì không có lỗi rồi nha. Đó, mình chỉ quay xương qua cái ha. Áo thì áo mới ha, gấp rất là khít khao nha, không có lỗi nha. Cầm bồ bắt mới hết nha. Cầm dành sáng đẹp nha. Ốc bán sáng đẹp luôn. Rồi, sơn đẹp hết nha cả nhà. Chung là sơn siêu đẹp nha. Xe lần lạc sạch sẽ nha cô chú anh chị em. Full chức năng đầy đủ nha cả nhà. Kim xăng kim km đồ lên đầy đủ nha. Cầm móc tay thay mới đồ hết nha. Dành không có một lũng nha cả nhà. Bô cũng sáng đẹp luôn. Nói chung xe dọn nha cả nhà. Xe dọn mới. Rồi, máy mình đầy đủ nha. Như con xe này mình bán giá là 9 triệu nha cả nhà. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ alo với mình ha. Rồi, để tiếp tục mình đăng bán con xe này luôn. Cũng là quay 50 nha. 50 bụng. 67AA06678 nha. Thì con này rẻ hơn rất nhiều nha cả nhà. Con này mình bán giá là 6 triệu 9 nha. 6 triệu 900 ngàn. Xe này đời cao nha cô bác chú anh chị em. Đời 2015 nha. Chân dần bạc là zin hết nha. Đó, chưa có sơn, chưa có dọn nha. Nói chung là xe này xe nguyên zin nha cả nhà. Dàn câm không có một lũng. Được cái là máy gắt lắm em nha. Chạy như anh pha luôn á. Trong này xe này cũng sạch xe nha. Rồi với cô chú anh chị em mình mua cũng không cần phải làm gì đâu thêm nha. Máy sạch sẽ nha, không có xì nhớt nha. $6.900.000. Rồi, quý cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua sử dụng cứ liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0974735753 ha. Hoặc đến trực tiếp cửa hàng Hoàng gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để xem xe nha. Thì Hoàng cũng còn một số xe 50 khác nữa nha. Xe chưa dọn thì rẻ nha, 5 triệu ngoài cũng có, 6 7 triệu cũng có nha, tùy theo chiếc nha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.